Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra những vụ việc về gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại các khu vực. Nghiêm trọng hơn là đã có những vụ việc dẫn đến tử vong, gây ra những hậu quả đau lòng. Điều đáng nói là những đối tượng liên quan trong nhiều vụ gây rối trật tự công cộng có tuổi đời còn rất trẻ. Các đối tượng độ chế, tàng trữ sử dụng vũ khí, tụ tập đánh nhau, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng đang có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, gây tâm lý bất an trong người dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Nghị định 144 đã quy định cụ thể về mức độ xử phạt đối với hành vi gây rối trật tự công cộng với mức xử phạt từ 300 đến 40 triệu đồng. Trong thời gian qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã xảy ra những vụ gây rối trật tự công cộng. Công an các địa phương đã kịp thời tiếp nhận thông tin những vụ việc từ nguồn tin báo của nhân dân. Từ công tác tuần tra, giám sát của lực lượng 8394 và nguồn tin kịp thời của lực lượng công an quản lý trên địa bàn. Đáng quan tâm và lo ngại là các vụ việc gây rối trật tự công cộng thường rơi vào các đối tượng là thanh thiếu niên và xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là do bộc phát. Phổ biến như các đối tượng không có mâu thuẫn từ trước mà chỉ tình cơ gặp nhau rồi chỉ vì những sự việc rất nhỏ nhặt dẫn đến lời qua tiếng lại. Và do không kiềm chế được sự nóng giận, không làm chủ hành vi, các đối tượng đã xô xát, ẩu đả và thậm chí dùng cả hung khí để gây sát thương, có trường hợp dẫn đến tử vong. Là đầu tháng 5 năm 2023 này là chúng tôi có nhận được một thông tin và chúng tôi đã kịp thời xử lý rất là triệt để. Lực lượng 8394 đang tuần tra trên địa bàn huyện Hòa Vang này, mà cụ thể là xã Hòa Phong. Đang tuần tra như vậy thì chúng tôi nhận được một thông tin rất là quý của người dân. Họ nghe tiếng nạc bô rất là lớn và người dân quan sát ra thì thấy những cái đường sạt lửa ở dưới đường. Thì người dân báo lên kịp thời là bây giờ chứ không biết có nhóm này có đánh nhau hay không mà thấy dao phóng lợn rồi đem đi rất là nhiều. Đề nghị mấy anh cho lực lượng truy bắt, cho chúng tôi ngủ ở đây ngủ không được, khoảng tầm đó khoảng 1-2 giờ sáng. Và đúng ngay thời điểm đó thì lực lượng tuần tra cũng đang đi trên các cái địa phương, trên các cái xã khác. Chúng tôi tăng cường phối hợp với cả đội hình sự, chốt chặn kịp thời và bắt xử lý được mười mấy đối tượng. Nhưng mà đa phần là cũng các tuổi mấy cháu mới lớn là thanh thiếu niên. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, lúc khoảng 21 giờ, lực lượng công an quận là nhận được thông tin có hai nhóm chuẩn bị là tập trung để mà đánh nhau dọc cái tuyến đường Thăng Long từ Hòa Thọ Đông lên khu vực Tuy Loan. Thì là chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an phường cùng lực lượng cảnh sát hình sự tập trung ngăn chặn và truy bắt đối với cái nhóm thanh thiếu niên là tụ tập sử dụng hung khí để đánh nhau trong thời gian từ 21 giờ đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Thì chúng tôi đã triệu tập tất cả 17 đối tượng của hai băng nhóm này. Sau đó là tiến hành các cái biện pháp theo quy định của pháp luật và đã tiến hành khởi tố 11 đối tượng để xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ gây rối trật tự công cộng, trong đó nguyên nhân chính là do các đối tượng thanh niên đua đòi, thường bỏ học, ăn chơi lêu lỏng, thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình. Khi gặp một sự việc dù nhỏ nhưng các đối tượng này lại không làm chủ được hành vi, không có cách ứng xử phù hợp. Thậm chí các đối tượng còn hung hăng, kiếm cớ, chủ động gây hấn với những người xung quanh, gây mất trật tự an ninh và những hậu quả đáng buồn. Để đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng gây rối trật tự công cộng, công an thành phố, công an các địa phương và các lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác giám sát, quản lý địa bàn, nắm danh sách các đối tượng thanh thiếu niên có tiền án tiền sự, cũng như gặp gỡ trao đổi tuyên truyền, nhắc nhở các đối tượng này vào những thời điểm cần thiết. Tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát các địa bàn.
nhận cái sự chỉ đạo của giám đốc công an thành phố về đồng loạt triển khai trên các địa bàn. Đối với quận Cẩm Lệ thì chúng tôi do công tác là quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, cho nên khi là chúng tôi phát hiện những cái nhóm chuẩn bị tụ tập cũng như là hạn đến cái vị trí này, thì chúng tôi tập trung triển khai lực lượng để mà ngăn chặn, giải tán và kịp thời là bắt xử lý, không để cho cái hậu quả đó xảy ra. Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nữa được các ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn thành phố quan tâm đề cao là công tác tuyên truyền để góp phần phòng ngừa tình trạng gây rối trật tự công cộng. Cùng với việc xây dựng và ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được thành phố và các ngành địa phương thực hiện thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho các đối tượng thanh thiếu niên và người dân. Thời gian qua, lực lượng công an thành phố và lực lượng công an cơ sở đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về an ninh trật tự đến với bà con nhân dân, hoạt động nhằm nâng cao ý thức của các gia đình trong việc tham gia quản lý con em, phát huy vai trò của người thân trong việc phát hiện, tố giác các vụ việc liên quan đến hành vi gây mất an ninh trật tự, cũng như tiếp tục thông tin đến người dân các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong gây rối trật tự công cộng được quy định rõ tại Nghị định 144 của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2021. Phòng ngừa tình trạng gây rối trật tự công cộng là một trong những vấn đề mà bà con nhân dân dành nhiều sự quan tâm. Bởi lẽ, tình trạng này gây lo lắng, tâm lý bất an, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người bởi những tác động và hệ lụy mà nó gây ra. Hoạt động tuyên truyền còn góp phần cảnh tỉnh, khuyến cáo các bậc làm cha làm mẹ cần chú ý hơn trong việc cân đối, thu xếp công việc và các mối quan hệ của gia đình để dành nhiều sự quan tâm, có nhiều thời gian hơn để gần gũi, nuôi dạy và quản lý con em mình. Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các địa phương trên địa bàn thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong phối hợp với các lực lượng chức năng để duy trì an ninh trật tự. Qua phong trào, nhiều địa phương đã xây dựng được những mô hình, cách làm hay trong thực thi pháp luật. Nhiều người dân đã tích cực và kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, đẩy lùi ngăn chặn kịp thời các vụ việc về gây rối an ninh trật tự. Nhiều khu dân cư, tổ dân phố ở các địa phương cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng công an và ngành chức năng, tổ chức các buổi tuyên truyền, các chủ trương chính sách mới đến nhân dân. Cũng qua đây, vận động nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự, duy trì sự bình yên cho các khu phố. Từ những tiện ích mà công nghệ mang lại, trong thời gian gần đây, cũng như nhiều địa phương khác, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ đã thành lập các nhóm Zalo để kết nối với cán bộ các tổ dân phố. Các tổ dân phố cũng đã thành lập các nhóm Zalo để kết nối với người dân. Qua đây kịp thời tuyên truyền phổ biến các chính sách, các quy định của pháp luật đến mọi người, đồng thời đôn đốc nhắc nhở bà con thực hiện. Đây cũng là kênh thông tin tiện lợi và hữu ích để bà con nhân dân phản ánh nhanh nhất các thông tin cho địa phương và ngành chức năng về những vấn đề về phát sinh trong đời sống sinh hoạt, trong đó có những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng. Ở khu dân cư, chúng tôi lồng ghép vào các cái cuộc họp của các cái chi hội đoàn thể của các tổ dân phố để triển khai đến từng người dân. Thì thông qua việc ứng dụng công nghệ 4.0 về cái việc thành lập cái Zalo, thì qua mạng xã hội như Facebook, Zalo thì chúng tôi đã thành lập các cái Zalo từ các tổ dân phố. Qua đó thì chúng tôi sẽ tuyên truyền các văn bản chỉ thị của cấp trên đối với lại người dân. Qua các những cái sàng lọc đó thì chúng tôi đưa về. Đồng thời các cuộc họp thì chúng tôi vẫn triển khai trong cuộc họp, vận động những người tham gia các cuộc họp, các giờ đoàn thể đó về động viên người thân gia đình cùng chấp hành cái việc chủ trương đó. Pháp luật bây giờ nó cũng có một nhiều cái thay đổi so với trước. Đấy thì qua thông qua cái tổ dân phố mà được hàng năm á, là cứ định kỳ là họp một lần là công an là phải họ tuyên truyền. Mà chủ yếu là ở đây thì ở cái tổ dân phố này á, thì cũng tham gia hội họp, thì tổ dân phố họ cũng hướng dẫn, họ cũng nắm bắt được tất cả những các cái chỉ đạo của phường rồi của công an về để họp tổ dân phố để thông báo cho người dân biết để người dân thực hiện. Trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm cho đối tượng thanh thiếu niên còn nhận được sự chung tay nhập cuộc của các hội đoàn thể từ thành phố đến địa phương. Từ đây trang bị cho các em nhiều kiến thức, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.
Đây là hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy cho hơn 100 đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức vào giữa tháng 8 năm nay. Tại hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên học sinh đã được nghe đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố và cán bộ thành đoàn chia sẻ nhiều nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống tội phạm ma túy. Đây là dịp để đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn thành phố có thêm những kỹ năng kiến thức cần thiết, trở thành những tuyên truyền viên, truyền thông rộng rãi trong nhân dân về công tác phòng chống tội phạm, cũng như tham gia phát hiện và tố giác tội phạm và ma túy. Xác định tầm quan trọng của việc trang bị các kiến thức xã hội, các kỹ năng mềm và trang bị cho các em học sinh những kiến thức về pháp luật. Trong nhiều năm qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng cũng như linh hoạt lồng ghép các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho các em thông qua nhiều hoạt động vừa học vừa chơi để các em hứng thú tham gia. Các hoạt động phong trào và hoạt động ngoại khóa được nhiều trường lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền về pháp luật mang lại nhiều hiệu quả. Nội dung và hình thức tổ chức các chương trình ngoại khóa rất phong phú, đa dạng, hướng về những vấn đề mà các bạn trẻ và xã hội quan tâm, như vấn đề hướng nghiệp cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường và nhiều vấn đề liên quan đến vai trò trách nhiệm của người trẻ trong tham gia phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Hoạt động này đã phát huy sự sáng tạo, sự năng động và trang bị cho các em nhiều kiến thức xã hội, nhiều kỹ năng mềm quan trọng, giúp cho các em trong cuộc sống. Đây cũng là những sân chơi giúp các em có thêm cơ hội để rèn luyện, thể hiện bản thân mình tự tin, tự lập hơn mỗi ngày, để biết thêm nhiều kiến thức về xã hội và những quy định của pháp luật. Với các em trong độ tuổi thanh thiếu niên, thì việc xây dựng một môi trường sống, học tập và vui chơi lành mạnh, sự quan tâm giáo dục của nhà trường, sự gần gũi yêu thương, chia sẻ, đồng hành của các bậc cha mẹ, giúp cho các em hình thành nhân cách, có những kỹ năng quan trọng để ứng xử, cư xử đúng mực trước các tình huống xảy ra trong cuộc sống. Và khi những điều tốt đẹp luôn đồng hành, thì sẽ không còn tồn tại tình trạng những thanh thiếu niên bỏ bê học hành, ăn chơi lêu lỏng, rồi rơi vào vòng lao lý chỉ vì sự bồng bột, nông nổi, thiếu hiểu biết và kỹ năng ứng xử trong cuộc sống. Và như thế, nạn gây rối trật tự công cộng cũng sẽ được đẩy lùi. Thiết nghĩ để đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, thì bên cạnh sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thì điều cần nhất là sự quan tâm, giáo dục đồng hành của gia đình, nhà trường, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, định hướng hành vi và trang bị những kỹ năng ứng xử cho các em trong đời sống hàng ngày, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.